Hello anh em, hôm nay mình xin giới thiệu cho anh em một siêu phẩm cối xay Santa Cruz đường kính ngoại 55mm. Cối xay gồm có 3 tầng và 2 ngăn. Riêng cái này không ngăn đựng phấn, nhưng mà bù lại một cái là được cái ngăn chứa của nó rất là rộng và sâu anh em nhé. Anh em mà hay phải cầm đi đâu hoặc lười xay thì dùng mấy em này rất là tiện này. Nhưng chỉ có một lưu ý nhỏ là vì cái ngăn đựng phấn nó đứt cùng với ngăn sản phẩm của mình, nên là lúc anh em lấy cái đồ từ trong này ra thì anh em nên dùng cái que này để nó sẽ đỡ dính cái phấn vào tay của anh em. Đến lúc anh em vét được cái phấn đấy sẽ là cái tinh hoa nhất. Và về lưỡi của con này thì là lưỡi hình thoi, anh em có thể xem ngay sau đây, rất là tơi và nhuyễn. Anh em dùng cối xay nhiều, anh em nhìn cái lưỡi này là biết này, và cái độ chống dính của nó rất là tốt anh em nhé. Chiều cao của nó là 4,5cm. Bên cạnh đấy thì bên mình có bảo hành gãy cụt lưỡi trong vòng 2 năm, tức là dù anh em có mua cối xay bên mình cứ dùng chắn chê đi, nếu mà có gãy lưỡi thì cứ mang đến store bên mình một đổi một. Còn những cái phần như kiểu là cũ hay là mất chống dính thì bên mình không bảo hành anh em nhé. Quá đẹp anh em ạ.